Lian, bảo hiểm trụ cột gia đình, hân hạnh đồng hành cùng hành lý tình yêu. Ngày hôm nay khi mà đến được gặp em thì anh đã chuẩn bị một món ăn do chính tay anh nấu. Anh hy vọng là em sẽ thích món ăn này. Món ăn trong này là món ăn được anh đặt tên là món nghêu tình yêu. À, trong này sẽ có những con nghêu yêu anh và cả những con nghêu không yêu anh nữa. Chắc là em đang cảm thấy rất hồi hộp đúng không? Anh sẽ cùng giúp em thưởng thức cái món nghêu này nhé. Em nhìn và em tận hưởng mùi hương thôi được, tại vì em ăn chay. Em chỉ cần dạ, và không tưởng cần tượng ăn. Mình sẽ ăn bằng đúng tưởng rồi. Tượng dạ. Đây là con nghêu yêu anh. Đây là con nghêu không yêu anh. Dạ. Bây giờ lại có bói nghêu. Bói nghêu. Thiệt chứ. Bói nghêu. Bói nghêu. Cứng đơ rồi nè. Ờ. Bị cứng đơ. Sướng đơ. Cái em như bói hoa ngã khúc hồi xưa. Yêu không yêu. Không yêu. Rồi. Không yêu. Yêu chốt không lại yêu. Là anh thật là tiếc khi mà cái món nghêu mà anh dành cả tâm huyết cho em ngày hôm nay thì hình như là thần nghêu không giúp chúng ta có được bên nhau trong ngày hôm nay. Nhưng mà có thể cảm thấy em để có thể nói đôi lời về xin lỗi được không? Dạ. Nhưng mà anh nghĩ là em đừng có lo lắng. Bởi vì em biết không, anh chính là con nghêu. Em có thể ăn mỗi ngày. Chết rồi, người ta ăn chay mà bây giờ anh là con nghêu là khỏi ăn luôn. Trời ơi, chốt đơn đã, chốt anh quá. Anh có thể trở thành một con nghêu chay để em có thể ăn mỗi ngày. Nghêu chay là bột nhiều lắm anh. Không sao, hãy ăn anh nhé để cảm nhận vị ngọt của tình yêu. A few moments later. Có một tình huống dành cho anh như thế này. Nếu như mà trong một buổi hẹn hò quan trọng, có thể là buổi đó anh cầu hôn em đi, nhưng mà khi mình đang dùng bữa với nhau thì anh nhận được một cuộc điện thoại của mẹ anh, thì anh sẽ làm như thế nào? Em ơi, bây giờ mình ăn rồi. Tring tring. Alo. Alo. Con ơi, chết rồi. Bây giờ cái đèn nhà mình nó bị tắt hết rồi. Nó bị hư hay sao? Con về nhà con sửa cho mẹ liền đi con ơi. Con sẽ về luôn. Ừ, về liền nha con. Dạ dạ. Em ơi, anh thấy là hôm nay mình ngoài cái bữa ăn như thế này, mình lên đến tring tring. Alo. Con ơi, trời ơi, mẹ bị té rồi. Trời đất ơi, hình như nó gãy chân hay sao. Ôi trời ơi, con ơi, bà về đi. Con sẽ về luôn, con sẽ về luôn. Mẹ đợi con một tiếng nha. Có mỗi một thằng con trai, ôi trời ơi. Bây giờ mình cùng đi xem nhá. Đi ô tô à? Trời, ô tô, nhà có điều kiện. Đây, em ơi, mình về đến nhà rồi. Mẹ hả? Trời con ơi, về rồi đây. Gãy chân rồi, chết mẹ. Trời ơi, cái chân của mẹ bị gãy rồi, con dạ. Gọi cấp cứu chưa? Anh sửa đèn đi, anh sửa đèn đi, để em chữa chân cho mẹ. Em muốn hỏi anh là, ví dụ như em và anh đang cùng nhau đi dạo trên phố, okay. Và có một băng cướp tới, thì anh sẽ làm như thế nào? Ok, anh đã có câu trả lời cho mình. Ôm à? Ôm ý người ấy được chưa? Anh xin phép vợ nhá. Ôi! Kìa! Đi chỗ khác! Bọn anh rất đông! 40 thằng! 39 thằng đang ở đằng sau! Anh bình tĩnh lại anh cái. Nhưng mà tại sao anh bắt bồ tôi? Bởi vì tao thấy đẹp! Thì tao bắt! Đi đi! Riêng mày tao không bắt! Đi. Khoan! Bây giờ anh bình tĩnh nha! Bình tĩnh cái gì? Này! Tao có hội đây! Đi bây giờ nè! Muốn gì? Tôi có một chỗ này dễ thương lắm! Cho mấy bé xinh lắm! Bây giờ tôi phải giúp anh! Bây giờ là tôi đưa cho anh một số tiền! Lúc đó anh tha hồ muốn bao nhiêu cũng được! Bây giờ anh đưa tôi số tài khoản để tôi chuyển qua cho! Lấy đâu ra số tài khoản? Sông Ngọc Linh Công Tung K5, thần dược đại ngàn hóa quốc bảo Việt Nam.